Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tối đa sự xâm phạm của tổ chức cá nhân đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, đồng thời có thêm một hàng rào pháp lý để việc bảo vệ và giữ gìn phát huy các giá trị di sản mang những hiệu ứng tích cực hơn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định đầu tư xây dựng cắm mốc giới bảo vệ phân định ranh giới vùng lõi, vùng đệm di sản trên địa bàn tỉnh. Dự án được Sở Du lịch Ninh Bình tích cực triển khai từ đầu năm 2019 với quy mô đầu tư gần 6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Quy mô đầu tư gồm cắm 415 mốc vùng lõi với chiều dài hơn 41 km và 179 mốc vùng đệm với chiều dài hơn 50 km. Sau khi hoàn thành, toàn bộ mốc giới sẽ được bàn giao đến các xã, huyện trong vùng di sản để làm tốt công tác quản lý. Sở Du lịch đã phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cái dự án cắm mốc giới. Thì đây là một trong những yêu cầu, cái khuyến nghị của UNESCO đối với cái việc mà khoanh vùng bảo vệ di sản. Sau đó thì sẽ phải triển khai các cái cắm mốc giới để có những cái cơ sở về mặt pháp lý cũng như là cơ sở về mặt thực tiễn để quản lý bảo tồn di sản cách tốt nhất. Hiện nay đã cắm được gần 100 mốc. Chúng tôi đang phân đấu hoàn thành trong tháng 11 này, tức là chúng tôi sẽ hoàn thành cái cắm mốc giới. Việc cắm mốc giới không chỉ có ý nghĩa bảo vệ, phân định ranh giới vùng di sản Tràng An mà còn giúp chính quyền các địa phương liên quan đến vùng di sản quản lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ hàng nghìn hecta rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường sinh thái. 9 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đã xử lý 106 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ di sản. Đến nay, số vụ vi phạm đã giảm nhiều so với năm 2018. Dự án sau khi được hoàn thành sẽ giúp tỉnh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn di sản, đồng thời khai thác hợp lý, bền vững các giá trị di sản thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và trở thành vùng du lịch trọng điểm của quốc gia. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.